sự thật gây choáng váng về sữa bò. Loài người là loài duy nhất uống sữa của một loài động vật khác khi đã trưởng thành. Ngành công nghiệp sữa bò đã tẩy não chúng ta suốt 20 năm thông qua các chiến dịch quảng cáo tốn hàng trăm nghìn tỷ đồng. Quảng cáo nói đến sữa bò như một thần dược giúp bổ sung canxi, khiến xương chắc khỏe với nhiều vitamin D, protein và dưỡng chất thiết yếu. Nhưng sự thật là sữa bò không ngăn ngừa được loãng xương. Bạn có biết Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển là ba quốc gia tiêu thụ sữa bò nhiều nhất, cũng là ba quốc gia có tỷ lệ loãng xương cao nhất trên thế giới. Sữa bò được chào bán để ngăn ngừa loãng xương, nhưng các nghiên cứu lâm sàng lại cho thấy điều ngược lại. Theo một nghiên cứu của Cơ quan Lương thực Quốc gia Thụy Điển, các nhà khoa học đã theo dõi hơn 100.000 người Thụy Điển, bao gồm cả nam và nữ, suốt 23 năm, và không hề tìm thấy tác dụng của sữa cũng như các sản phẩm từ sữa làm giảm nguy cơ loãng xương. Một nghiên cứu của Khoa Y tế Công cộng Đại học Sydney, Úc cũng cho kết quả tương tự. Trên thực tế, việc tăng nạp canxi từ các sản phẩm sữa bò có thể làm tăng nguy cơ gãy xương. Đa số chúng ta không dung nạp được đường lactose có trong sữa bò. Bạn đã từng thấy khó chịu, đầy hơi, ợ chua, thậm chí tiêu chảy, buồn nôn sau mỗi lần uống sữa bò. Điều đó là hết sức tự nhiên, chứng tỏ bạn nằm trong 75% dân số vốn không có enzyme lactase để có thể tiêu hóa được đường lactose có trong sữa bò. Nhưng các công ty sữa bò đã che đậy điều này bằng cách trộn thêm enzyme lactase nhân tạo trong sữa bò để giúp bạn tiêu hóa. Điều này hoàn toàn trái với tự nhiên. Nhiễm hóa chất và kháng sinh. Cuốn Food Safety Handbook đã chỉ ra 25-50% các độc tố như thuốc trừ sâu, BCBs và dioxin được tìm thấy trong cơ thể người có nguồn gốc từ sữa bò và các sản phẩm từ sữa bò công nghiệp. Các hormone tổng hợp như hormone tăng trưởng RBGH được tiêm cho bò sữa để làm tăng sản lượng. Phải tiết ra một lượng sữa lớn trái với tự nhiên, kết quả là bò bị bệnh viêm tuyến vú. Việc chữa bệnh này cần dùng thuốc kháng sinh. Dư lượng kháng sinh và hormone tăng trưởng đã được tìm thấy trong mẫu sữa bò và các sản phẩm từ sữa bò công nghiệp. Các lo ngại về sức khỏe đối với trẻ em và trẻ sơ sinh. Hormone RBGH trong sữa bò công nghiệp sẽ làm rối loạn nội tiết tố trong cơ thể trẻ, dẫn tới dậy thì sớm. Cùng với đó, hàm lượng chất đạm, chất đường, chất béo và chất béo bão hòa trong các sản phẩm từ sữa bò công nghiệp có thể gây ra các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường và hình thành các mảng bám xơ vữa động mạch, có thể dẫn đến bệnh tim. Đặc biệt, theo Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, đối với trẻ dưới 1 tuổi, uống nhiều sữa bò công nghiệp dễ bị thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu, làm giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Theo kết luận của Ủy ban Trách nhiệm Y khoa Hoa Kỳ, sữa bò và các sản phẩm từ sữa bò là không cần thiết trong chế độ ăn uống và trên thực tế có thể có hại cho sức khỏe trẻ em và cả người lớn. Hãy theo một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm hạt ngũ cốc, trái cây, rau, đậu hạt. Những thức ăn giàu dinh dưỡng này có thể dễ dàng giúp chúng ta đáp ứng đủ lượng canxi, kali, riboflavin và vitamin D cần thiết mà lại không có hại cho sức khỏe. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sữa mẹ là dành cho em bé, còn sữa bò vốn là dành cho bé con. Sữa bò, tốt hay không tốt, bạn hãy tìm hiểu và tự quyết định.